Tiếng Trung lớp 18 xin chào tất cả các bạn. Sau đây chúng ta sẽ đến với tập 61 trong chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với các từ vựng và các câu sau đây. Từ vựng thứ nhất trong bài hôm nay đó là từ tan chưa. Tan chưa là xe đạp. Giống như từ chữ xính chưa, nếu như bạn học có thể là ở trên sách họ chỉ dạy bạn từ chữ xính chưa thôi. Nhưng trong khẩu ngữ nếu bạn tiếp xúc nhiều với người bản ngữ, bạn sẽ thấy họ thường hay gọi là tan chưa. Từ chữ xính chưa và từ tan chưa thì họ đều hay dùng nó với nghĩa là xe đạp nhé. Chúng ta có một số câu ví dụ sau đây. Câu ví dụ thứ nhất, 我是骑着单车来的. Cấu trúc 是...的 là để nhấn mạnh vào màu sắc, mục đích hoặc là cách thức, vân vân. 骑着单车 là đi xe đạp. 我是骑着单车来的. Tôi đi xe đạp tới. Câu ví dụ tiếp theo, 停在门口的那辆单车是你的吗? 停在门口的那辆单车 đây là cụm danh từ. Chúng ta dịch nó sau chữ tơ trước. 那辆单车 chiếc xe đạp mà. 停在门口的 nghĩa là dựng ở cửa hoặc là dựng ở cổng. 是你的吗? Là của bạn à. 停在门口的那辆单车是你的吗? Từ vựng tiếp theo là từ tan chuẩn. Tan chuẩn nghĩa là đơn thuần, hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng. Ví dụ, 这个单纯的孩子很可爱. 这个单纯的孩子, đứa trẻ hồn nhiên này, 很可爱, rất dễ thương. 这个单纯的孩子很可爱. Câu ví dụ tiếp theo, 那个时候我们的思想都比较单纯. 那个时候, hồi đó, 我们的思想, suy nghĩ hoặc là tư tưởng của chúng tôi, 都比较单纯, đều khá là ngây thơ trong sáng. 那个时候, 我们的思想都比较单纯. Giống như hồi chúng ta còn nhỏ, học cấp 1 hoặc cấp 2 chẳng hạn, chúng ta chỉ có nghĩ đến chơi, ăn và học, không nghĩ gì khác, thì là khi đó, tư tưởng của chúng ta rất là tan chuẩn. Câu ví dụ tiếp theo, 看问题不能太单纯. 看问题, nhìn nhận vấn đề, 不能太单纯, không được quá đơn thuần. 看问题不能太单纯. Câu ví dụ tiếp theo, 步入社会别太单纯, 容易受骗. 步入 là bước vào, 社会 là xã hội. Tiếng Việt chúng ta thì nói là bước ra xã hội. 步入社会, 别太单纯, đừng quá ngây thơ hoặc đừng quá đầu óc, đừng quá đơn thuần. 容易受骗, sẽ dễ bị lừa. 步入社会, 别太单纯, 容易受骗. Từ vựng tiếp theo là từ tan tiểu. Tan tiểu nghĩa là đơn điệu. Câu ví dụ thứ nhất, 他感觉生活很单调. Tha cảm chế, anh ấy cảm thấy sơ hóa khẩn tan tiểu, cuộc sống rất đơn điệu. Tha cảm chế, sơ hóa khẩn tan tiểu. Câu ví dụ tiếp theo, xuế sinh sơ hóa, yào yếu xủy đô hóa động, phẩu dứa thải tan tiểu lợ. Xuế sinh sơ hóa, đời sống của học sinh, yào yếu xủy đô hóa động, cần phải có rất nhiều hoạt động. Phẩu dứa, nếu không, thải tan tiểu lợ thì quá đơn điệu. 学生生活要有许多活动, 否则太单调了. Câu ví dụ tiếp theo, 这幅画色彩有些单调. 这幅画, bức tranh này, 色彩, màu sắc, 有些单调, có hơi đơn điệu. 这幅画, 色彩有些单调. Câu ví dụ tiếp theo, 林教授讲的课太单调了，我们在下面不停地打瞌睡. 林教授讲的课, bài giảng của giáo sư Lâm, 太单调了, đơn điệu quá. 我们在下面, chúng tôi ở dưới, 不停地, cộng với động từ là liên tục làm gì đó, 打瞌睡, ngủ gật. 林教授讲的课太单调了, 我们在下面,
bù thỉnh tờ đà khờ suy. Từ vựng tiếp theo là từ tan tú. Tan tú nghĩa là riêng, đơn lẻ hoặc một mình. Câu ví dụ thứ nhất, ủa xẻng cân nỉ tan tú léo léo. Ủa xẻng cân nỉ tan tú léo léo nghĩa là tôi muốn nói chuyện riêng với bạn một chút, tức là chỉ có hai người, chỉ có tôi và bạn, không có người khác. Câu ví dụ tiếp theo, nǐ bù néng tān dú xíng dòng, zhè yǎng tài wěi xiān le. Nǐ bù néng, cậu không được. Tān dú xíng dòng, hành động một mình. Zhè yǎng, như vậy. Tài wěi xiān le, quá nguy hiểm. Nǐ bù néng tān dú xíng dòng, zhè yǎng tài wěi xiān le. Câu ví dụ tiếp theo, wǒ men xiǎng liǎng ge ren tān dú tǎn yǐ tǎn. Chính lý huy bì yì xà. Wǒ men xiǎng, chúng tôi muốn. Liǎng ge ren, hai người. Tān dú tǎn yǐ tǎn, nói chuyện riêng một chút. Tức là hai chúng tôi muốn, chỉ có hai chúng tôi nói chuyện thôi. Không có người thứ ba nào can dự vào cả. Chính lý huy bì yì xà. Bạn vui lòng tránh đi một chút nhé. Wǒ men xiǎng, liǎng ge ren, tān dú tǎn yǐ tǎn. Chính lý huy bì yì xà. Câu ví dụ tiếp theo, 我可以单独完成这项任务. 我可以, tôi có thể. 单独, một mình. 完成, hoàn thành. 这项任务, nhiệm vụ này. Từ xiang ở đây là lượng từ của từ rèn u. 我可以单独完成这项任务. Tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ này một mình. Từ vựng tiếp theo là từ tan phang, nghĩa là đơn phương. Ví dụ, tha tan phang xuyên bù, tha hứa xiao lán phân sầu lợ. Tha tan phang xuyên bù, anh ấy đơn phương tuyên bố. Tha hứa xiao lán phân sầu lợ. Anh ấy đã chia tay với Tiểu Lan rồi. Tha tan phang xuyên bù, tha hứa xiao lán phân sầu lợ. Câu ví dụ tiếp theo. Tán phang giải trừ hợp đồng là vô hiệu đó. Tán phang đơn phương, giải trừ là hủy hợp đồng, hợp đồng. Tán phang giải trừ hợp đồng, việc đơn phương hủy hợp đồng là vô hiệu đó, là không có hiệu lực. Tán phang giải trừ hợp đồng là vô hiệu đó. Câu ví dụ tiếp theo, họ mình chính rán tán phang sư hủy là hợp đồng. Họ mình chính rán, không ngờ bọn họ, tan phang, đơn phương, sư hủy, phá vỡ, hứa thủng, hợp đồng. Họ mình chính rán, tan phang, sư hủy là hứa thủng. Từ vựng tiếp theo là từ tan vệ. Từ tan vệ, nghĩa thứ nhất là cơ quan hoặc là đơn vị. Ví dụ, 我今天下午不去单位了。我今天下午, tôi chiều hôm nay, 不去单位了, không đến cơ quan nữa. 我今天下午不去单位了. Câu ví dụ tiếp theo, 请单位负责人在这里签字. 请, xin mời, 单位负责人, là người phụ trách của cơ quan, 在这里签字, ký tên ở đây. 请单位负责人在这里签字. Câu ví dụ tiếp theo, 他是我们单位的最大领导. 他是, anh ấy là, 我们单位的最大领导, cụm danh từ thì chúng ta dịch sau chữ tơ trước. 最大领导 nghĩa là lãnh đạo cao nhất, lãnh đạo có chức vụ to nhất. 我们单位的, của cơ quan chúng tôi. 他是我们单位的最大领导. Nghĩa thứ hai của nó là đơn vị đo lường, đơn vị để cân đo đong đếm. Ví dụ, tráng tụ tờ tan vệ yở chiên mỉ, mỉ, lý mỉ, háo mỉ tận. Tráng tụ nghĩa là độ dài, tan vệ là đơn vị. Tráng tụ tờ tan vệ, đơn vị đo độ dài. Yở gồm có chiên mỉ, km, mỉ, mét, lý mỉ, cm, háo mỉ, mm, vân vân. Tráng tụ tờ tan vệ yếu chiên mỉ, mỉ, lý mỉ,
khó mị tận. Câu ví dụ tiếp theo, mị, cung chín, miểu, phân biệt sự, trang độ, trọng lượng, hờ, sử gian tờ đơn vị. Mị là mét, cung chín là kg, miểu là giây, phân biệt sự là lần lượt là, tức là ứng với cái mà chúng ta vừa liệt kê ra. Tráng tủ nghĩa là độ dài, trung lượng là trọng lượng, sứ gian là thời gian. Tráng tủ, trung lượng hứa sứ gian là tan vậy, tức là đơn vị của độ dài, trọng lượng và thời gian. Mỉ, công chín, miểu phân biệt sử tráng tủ, trung lượng hứa sứ gian là tan vậy. Từ vựng tiếp theo là từ tan dự. Tan dự nghĩa thứ nhất là đơn hàng. Ví dụ, 我喜欢跟客户谈生意签单子. 我喜欢, tôi thích, 跟客户谈生意, bàn chuyện kinh doanh với khách hàng. 签单子, ký đơn hàng. 我喜欢跟客户谈生意签单子. Câu ví dụ tiếp theo, 今天我签了一个大单子，你想吃什么？我请客。 今天我签了, hôm nay tôi đã ký được, 一个大单子, một đơn hàng lớn. 你想吃什么? Cậu muốn ăn gì? 我请客, tớ chiêu đãi. 今天我签了一个大单子，你想吃什么？我请客。 Và nghĩa thứ hai của nó là danh sách hoặc là bảng liệt kê. Ví dụ, 你把想报名参加汉语培训班的人列个单子吧. 你 là bạn. 把想报名参加汉语培训班的人列个单子. Câu chữ 把 chúng ta dịch động từ trước. Động từ đây là 列个单子, chúng ta dịch trước nghĩa là lập ra một danh sách. Sau đó đến tân ngữ. Tân ngữ đây rất là dài. 想报名参加汉语培训班的人. Đây là một cái cụm danh từ. Dẫn là người mà, những người mà. 想报名, muốn đăng ký. 参加, tham gia. 汉语培训班 là lớp đào tạo tiếng Hán, lớp đào tạo tiếng Trung. 你把想报名参加汉语培训班的人 liệt cửa tan giữa bà. Bạn hãy lập ra một danh sách những người muốn đăng ký tham gia lớp đào tạo Hán ngữ nhé. Từ vựng tiếp theo là từ tan bảo. Tan bảo nghĩa thứ nhất là đảm bảo hoặc là cam đoan. Ví dụ, 我了解他，我担保他不会出问题. 我了解他, tôi hiểu rõ về anh ấy. 我担保, tôi đảm bảo. 他不会出问题, anh ấy sẽ không xảy ra vấn đề gì. 我了解他, 我担保他不会出问题. Câu ví dụ tiếp theo, 你要做这个工作必须先写一份担保. 你要做这个工作, bạn muốn làm công việc này. Ý là nếu bạn muốn làm công việc này, 必须, bắt buộc, 先写, trước tiên cần phải viết, ý phần đảm bảo, một tờ giấy cam đoan. 你要做这个工作必须先写一份担保. Nghĩa thứ hai của nó là bảo lãnh. Ví dụ, 您要贷款需要找一个担保人. 您要贷款, nếu như bạn muốn vay tiền, 需要, cần phải, 找一个担保人, tìm một người bảo lãnh. 您要贷款需要找一个担保人. Câu ví dụ tiếp theo, 这个学生学费不够, 刘老师给他担保. 这个学生, em học sinh này, 学费不够, không đủ tiền học phí, 刘老师, thầy giáo Lưu, 给他担保, bảo lãnh cho cậu ấy. 这个学生学费不够, 刘老师给他担保. Từ vựng tiếp theo là từ tan dân. Tan dân nghĩa là làm hoặc là đảm nhiệm chức vụ hoặc là công việc nào đó.
Câu ví dụ thứ nhất, Xiao Chen tan rèn wǒ men bān de bān zhǎng. Xiao Chen, Tiểu Trần, tan rèn đảm nhiệm wǒ men bān de bān zhǎng là lớp trưởng của lớp chúng tôi, tức là đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng của lớp chúng tôi. Xiao Chen tan rèn wǒ men bān de bān zhǎng. Câu ví dụ tiếp theo, Ta tan rèn de chức vụ shì fù zǒng jīng lǐ. Tha tan rèn de chức vụ, đây là cụm danh từ. Chúng ta dịch từ chức vụ trước là chức vụ. Tha tan rèn de mà ông ấy đảm nhiệm. Sự phụ tổng giám lý là phó tổng giám đốc. Tha tan rèn de chức vụ, sự phụ tổng giám lý. Câu ví dụ tiếp theo. Wǒ men bìn qǐng tha tan rèn zhe ge chức vụ. Wǒ men bìn qǐng tha, chúng tôi tuyển cô ấy. Thiên chỉ nghĩa là tuyển hoặc là mời ai đó để làm cái chức vụ gì. Tan rèn, đảm nhiệm. Chưa cờ chữ ủ, chức vụ này. Wǒ men bìn qǐng tha tan rèn chưa cờ chữ ủ. Từ vựng tiếp theo là từ tan xin. Tan xin nghĩa là lo lắng. Câu ví dụ thứ nhất. Wǒ yī qiè dōu hǎo. Mà mà, nín bú yòng wèi wǒ tan xin. Wǒ yī qiè dōu hǎo. Con đều ổn cả. Mama, nín bú yông quay wǒ tan xin. Mẹ không phải lo lắng cho con đâu ạ. Lo lắng cho ai đó chúng ta nói là quay sấy tan xin. Wǒ yī qiè dōu hǎo. Mama, nín bú yông quay wǒ tan xin. Câu ví dụ tiếp theo. Wǒ mama hǎn tan xin wǒ zài guó wài de shēng huó. Wǒ mama, mẹ tôi hẳn tan xin, rất lo lắng. Wǒ zài guó wài de shēng huó, cuộc sống ở nước ngoài của tôi. Wǒ mama hǎn tan xin, wǒ zài guó wài de shēng huó. Câu ví dụ tiếp theo. Công sư de shēng yì bù hǎo, lǎo bǎn tan xin de zuò lì bù an. Công sư de shēng yì là việc kinh doanh của công ty. Bù hǎo, không được tốt. Lão bản, ông chủ, tan xin đỡ, lo lắng đến mức. Chua lì bù an, đứng ngồi không yên. Công sư đỡ sân y bù hảo, lão bản tan xin đỡ, chua lì bù an. Câu ví dụ tiếp theo. Chưa sư yu nì ủ quan, nì tan sầm mà xin. Chưa sư, chuyện này, yu nì ủ quan, không liên quan đến bạn. Nǐ dān shěn me xīn, bạn lo lắng gì chứ? Zhè shì yú nǐ wú guān, nǐ dān shěn me xīn. Thưa các bạn, đến đây thì Trần Lão Sư đã đọc và phân tích xong cùng với các bạn từng câu của bài hôm nay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và đọc lại từng câu với bạn Châu Nhận Trương nhé. Một bạn cộng tác viên ở Trung Quốc mà có phiên âm rất là chuẩn. Và các bạn hãy nghe và đọc lại nhiều lần theo bạn ấy để chúng ta luyện được phát âm chuẩn như bạn ấy nhé. Bye bye! 单车，我是骑着单车来的。停在门口的那辆单车是你的吗？单纯，这个单纯的孩子很可爱。那个时候，我们的思想都比较单纯，看问题不能太单纯，步入社会别太单纯，容易受骗。单调，他感觉生活很单调。学生生活要有许多活动，否则太单调了。这幅画色彩有些单调。林教授讲的课太单调了，我们在下面不停地打瞌睡。单独，我想跟你单独聊聊。你不能单独行动，这样太危险了。我们想两个人单独谈一谈，请你回避一下。我可以单独完成这项任务。单方，他单方宣布他和小兰分手了，单方解除合同是无效的。
他们竟然单方撕毁了合同。单位，我今天下午不去单位了，请单位负责人在这里签字。他是我们单位的最大领导。长度的单位有千米、米、厘米、毫米等。米、公斤、秒分别是长度、重量和时间的单位。单子，我喜欢跟客户谈生意，签单子。今天我签了一个大单子，你想吃什么？我请客。你把想报名参加汉语培训班的人列个单子吧。担保，我了解他，我担保他不会出问题。你要做这个工作，必须先写一份担保。您要贷款，需要找一个担保人。这个学生学费不够，刘老师给他担保。担任，小陈担任我们班的班长，他担任的职务是副总经理。我们聘请他担任这个职务。担心，我一切都好，妈妈，你不用为我担心。我妈妈很担心我在国外的生活。公司的生意不好，老板担心的坐立不安。这事与你无关，你担什么心？